Nối vòng tay nhân ái, kết nối những trái tim. Đó cũng chính là thông điệp trong chương trình ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Và thay cho lời kết, xin mời quý vị hãy thưởng thức một ca khúc với chính tên gọi Nối vòng tay nhân ái, một sáng tác trẻ của nhạc sĩ Thế Anh và Đặng Trường, với sự thể hiện của tốp ca và nhóm múa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tôi đang nghe tiếng khóc nơi trái tim nhỏ bé vang lên từ trong bóng tối cuộc đời, nơi ngỡ vâng ánh mắt em như không màu. Em không biết cảm giác có cha cùng đùa vui, em không hay ngày mai cuộc sống ra sao, em không tin trần gian có phép nhiệm. Chúng ta hãy lau cô do nước mắt kia, chúng ta sẽ gần đi một tối cuộc đời, trao yêu thương bằng tất cả con tim này. Nối vòng tay nhân ái, cùng kết nối trái tim thành đường lại, cùng chung sức xoa tan đi bao đêm ngày, không mang khó khăn sáng trái tim mọi người, cùng nhau hướng tới tương lai rạng ngời, không còn khổ đau hay vương vấn vì một cuộc sống tươi đẹp hơn. Trời, em tin trần gian có phép nhiệm màu. Nối vòng tay nhân ái, cùng kết nối trái tim nhân loại, cùng chung sức xoa tan đi bao đắng cay, không mang khó khăn, hãy nắm tay cùng vượt qua. Nối vòng tay nhân ái, cùng thắp sáng trái tim con người, cùng nhau hướng tới tương lai sáng ngời, không còn khổ đau hay vững tin vì một cuộc sống tươi đẹp hơn. Trong thâm tâm tôi vẫn tin rằng một ngày mỗi chúng ta khát khao yêu thương lớn riêng, hãy cùng tôi thực hiện sứ mệnh một vòng tay nhân ái. Một cuộc sống tươi đẹp.